Vâng, quý vị thấy có trớn không ạ? Rất là trớn đúng không ạ? Vâng, bánh rất là trớn quý vị nhá. Tiếng cối lổ thì cũng là đủ nghe. Vâng, Nguyên Long xin kính chào toàn thể quý vị và mọi người yêu thích thể thao trên toàn quốc ạ. Vâng, kính chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Nguyên Long. Cửa hàng của Nguyên Long có địa chỉ ở Phú Dư, Quỳnh Phú, Gia Bình, Bắc Ninh. Số điện thoại là 0973 126 389 ạ. Vâng, và Nguyên Long thì chuyên bán và giới thiệu những sản phẩm đó là những chiếc xe đạp thể thao cao cấp hàng Nhật bãi, được chính tay Nguyên Long đấu giá trực tiếp ở bên Nhật Bản rồi gửi về Việt Nam theo đường hàng không. Hôm nay Nguyên Long rất vui mừng và trân trọng giới thiệu với cả quý vị và mọi người yêu thích xe đạp thể thao trên toàn quốc một chiếc chiến mã thực sự quý vị nhá. Vâng, đúng. Chú quý vị nhìn là quý vị cũng có thể thấy là nó rất chi là ngầu đúng không ạ? Vâng, đó là một chiếc xe full carbon mang thương hiệu rất nổi tiếng đến từ nước Mỹ. Đó là chiếc Cadillac. Model là Citizen 6 quý vị nhá. Vâng, một model rất cao cấp của hãng Cadillac. Model này là có từ năm 2019 quý vị nhá, và người chủ có mua xe là đầu năm 2022. Vâng, rất là gần đúng không ạ? Rất mới. Chiếc Cadillac này thì sở hữu cấu hình là full carbon quý vị nhá. Vâng, khung sườn carbon. Dàn đầu carbon cùng với cọc yên cũng carbon và cặp bánh cũng là full carbon, bản clincher tức là chạy vỏ rùa dòi ạ. Thông số đo thì là dòng ngang là 51, dòng đứng là 43 quý vị nhé. Vâng, rất phù hợp với các quý vị có chiều cao tầm từ 1m62-63 trở lên cho đến 1m75-76 đổ về, chạy rất là phù hợp và đẹp ạ. Vâng, và cái chiếc Cadillac này nó thiết kế mang những cái hướng là một cái hình hạng không khí động học aero giống như những chiếc Maroon SNR đời cao. Vâng, cho nên là cái cấu hình của nó là chạy là rất chi là nhanh và nó thực sự là giống một những chiếc xe đua chuyên nghiệp quý vị nhá. Vâng, và sau đây Nguyên Long sẽ tiến lại gần cái chiếc Cadillac này để quay chi tiết hơn cho quý vị cùng theo dõi. Vâng, như thường lệ Nguyên Long sẽ cầm lại cái thước dây để đo cụ thể lại cái thông số giống ngang giống đứng cho quý vị xem. Đây, có phù hợp với bản thân mình hay không. Đây quý vị có thể thấy ạ, giống ngang là 51 quý vị nhá. Còn giống đứng là 43 thôi. Đó. Tức là cả những chiếc xe cao cấp và đời gần trở về đây là các nhà sản xuất định người ta mang sản xuất là mang cái hướng là khung là độ vút là dần xuống đuôi đằng sau để tạo cái khí hiệu ứng khí động học nó tốt hơn cũng như là nên xuống xe là dễ dàng hơn quý vị nhá. Đó. Đối với cái thông số size này thì nó rất phù hợp các quý vị có chiều cao tầm từ 1m62-63 trở lên đến 1m74-75 và tầm 75-76 đổ về là rất là đẹp, đi rất là phù hợp quý vị nhá. Vâng, Cadillac một thương hiệu rất nổi tiếng của Mỹ. Vâng, nó đương nhiên thì nó vẫn xếp sau Edgewood hoặc là Benzline. Thế nhưng mà nó cũng là thuộc phân khúc là rất là cao cấp quý vị nhá. Đó, và model là System 6 là quý vị biết ạ. Đó. SI là một model rất cao cấp. Đó, và cái khung sườn ấy, đây quý vị thấy nhà sản xuất người ta vẫn còn có tem dẫn nguyên đây, xuất xưởng là tháng 11 năm 2018 quý vị nhá. Vâng, đây là cái ngày sản xuất cái khung này, cái sườn này là 2018. Thế nhưng người chủ người ta mua cái xe này thì là tháng 3 năm 2022. Đó quý vị thấy. Và đây ạ, đây là cái tem an ninh nội địa Nhật Bản. Đó, quý vị thấy, đăng ký lần đầu năm 2022. Đó, vẫn còn quý vị nhá. Và vì vậy là người cái xe này là còn thực sự là mới ạ, người ta mới mua được chưa được cả 25 tuổi quý vị nhá, mới được có hơn 1 năm thôi. Nên là độ mới còn rất là cao. Đấy, đánh giá về độ mới chiếc Cadillac này thì nó thực sự là rất mới, phải tầm 95% trở lên quý vị nhá. Vâng, mặc dù nó là một chiếc xe đua thực sự thế nhưng người chủ người ta lại sử dụng chỉ để đi dạo loanh quanh thôi, đi ngắm hoa anh đào. Đấy là sao như người ta có báo như vậy. Và quãng đường chạy được nó không có nhiều. Đó. Độ mới rất là cao, phải xem 95% trở lên quý vị nhá. Đó. Sở hữu một cái lớp sơn đen tông vàng của các cái logo thương hiệu của nhà xuất là tông vàng rất là nổi bật và nhìn có một cái gì đó rất là khỏe khoắn quý vị nhá. Cái đường viền phía trong khung thì là màu xám bạc, nước sơn là bóng phủ bóng cho nên là rất dễ, chúng ta cũng rất dễ gì là vệ sinh và là lau chùi sạch sẽ chiếc xe. Đó, quý vị thấy rất mới quý vị nhá. Đây là tiêu chuẩn của ISO của Cadillac 4210 giống như những tiêu chuẩn của chiếc Winnier đấy ạ. Đấy, chứng chỉ UC của Cadillac. Đây là chỗ sạc pin quý vị nhá, bởi vì chiếc xe sở hữu bút điện. Phần phuộc trước cũng có chứng chỉ UC và nó nằm ở trong gầm đây. Đấy quý vị có thể nhìn thấy. Đó. Đây là cái tiêu chuẩn khung sườn rất là cao quý vị nhá, chất lượng rất là cao. Đấy, phần phần đuôi càng sau. Đó, đấy. Mọi thứ rất đẹp quý vị nhá, rất mới ạ. Đó.
về bên trái của chiếc xe. Vâng, chiếc xe thì gần như là không có vết chảy xước nào đáng chú ý cả quý vị ạ. Và người chủ người ta bảo quản rất tốt và giữ gìn cũng rất tốt, cộng với quãng đường người ta đi được rất sử dụng rất chỉ là ít, cho nên là độ mới chiếc xe thì hoàn toàn là yên tâm rồi ạ. Đó, mua những chiếc xe như này là rất chi là xứng đáng quý vị nhá. Và mặt trên của chiếc khượt quý thấy chiếc xe thì sở hữu hệ thống dây đi âm sườn hết rồi quý vị nhá. Vâng, gần như là không có lòi cọng dây nào ra cái phần đầu cả. Đó, thì là bô tăng liệt phần càng trước. Đó, thì đây, mọi thứ rất đẹp quý vị nhá. Đây là phần cái đây là cái phần gầm của chiếc sườn đây quý thấy ạ, rất đẹp ạ. Đó quý thấy, tem an ninh nội địa Nhật Bản, tem made in Taiwan. Đó, đấy. Rồi thì mã QR code của nhà sản xuất được đóng chìm, in chìm ở khung quý vị nhá. Mã tem mã vạch, mã số khung trùng nhau. Đây quý vị thấy ạ. Và cầm thằng cầm xe còn rất mới đúng không ạ? Đó, quý vị thấy gần như là không có vết chảy xước nào cả. Không có vết chảy xước nào đáng chú ý. Đó quý vị thấy, và rất nhiều các loại tem. Đặc biệt là những cái tem an ninh nhà nội địa Nhật Bản và còn nguyên này, cho nên là quý vị hoàn toàn yên tâm về cái mặt tâm lý cũng như là về nguồn gốc xuất xưởng của chiếc sườn quý nhá, nguồn gốc xuất xứ. Đó, và cũng như là chất lượng của chiếc khung sườn, chứng chỉ UCI. Đó, một cái tiêu chuẩn rất cao cấp, nên chú vị hoàn toàn yên tâm về chất lượng của chiếc khung ạ. Và yên tâm là cũng Nguyên Long xin cam kết về hàng chính hãng rồi, không có lo lắng gì về hàng giả, hàng cái fake, hàng copy đó ạ. Vâng, kế tiếp đến là cái bộ phận dàn đầu ghi đông cọc yên. Thì chiếc xe đang sở hữu một bộ dàn đầu ghi đông niền carbon quý vị nhá. Đó, quý vị nhìn trông rất là gầu đúng không ạ, rất là chiến đúng không ạ. Rất mới và nó là của hãng Carondel, người ta đặt riêng quý vị nhá. Đó, vâng, dàn đầu này thì có đi kèm luôn cả bát đồng hồ, đọc cái trị giá cái bát đồng hồ này cũng trị giá hơn 1 triệu rồi nếu như chúng ta sắm riêng. Đó, và bộ dàn đầu này khi mua tổng thể thì cũng đâu đó phải tầm độ 7 đến 8 triệu được quý vị nhá. Đó, khá đắt tiền, mua mới thì phải tầm độ xem trên 10 đấy ạ. Đó, mọi thứ rất đẹp quý vị nhá, thiết kế một cái phong cách rất riêng của Carondel, không mang hướng theo giống đàn anh của Trách. Vâng, một chiếc cọc yên cũng là bằng carbon và cái này thì là nguyên zin theo sườn theo hãng Carondel rồi, và bản đấy quý vị thấy là thiết kế là hình dạng là khung sườn, tất cả khung sườn và cọc yên là thiết kế theo hình dạng là aero, tức là khí động học đấy ạ. Vâng, dẹt về bề ngang, hẹp về chiều rộng đây, cho nên là cái lực cản gió là giảm xuống rất là nhiều, được tối đa hóa đấy quý vị nhá, nên là xe chạy rất là nhanh và lướt. Đó, một chữ yên Progolo, hiệu của Italia. Đó, và cũng sở hữu cái tông màu là đen điểm sọc vàng, và rất phù hợp với tông màu của xe. Đó, và quý vị thấy còn rất mới đúng không ạ, gần như hai bên không có sờn sách gì quý vị nhá. Đó, hai bên không có sờn rách, rất là mới, yên rất là nhẹ, còn có rãnh thoát khí ở giữa nên là chúng ta rất siêu thoải mái khi chúng ta đạp đường trường, đạp xa. Đó, thấy tổng thể rất đẹp quý vị nhá. Vâng, như vậy là khung sườn carbon, dàn đầu ghi đông carbon niệt, cọc yên cũng là carbon, full carbon đúng không ạ. Vâng, một chiếc yên Progolo của Ý, mọi thứ còn rất là đẹp. Đó, quý vị thấy rồi, thực sự nó rất mới quý vị nhá. Vâng, kế tiếp đến là cái bộ chuyển động của chiếc xe. Thì chiếc Carondel carbon này đang sở hữu một bộ chuyển động khá là cao cấp. Vâng, đó là bộ chuyển động Shimano R8070 quý vị nhá, chạy đúp điện đấy ạ, đi 2 đấy ạ. Chạy vào phanh đĩa dầu quý vị nhá. Và đây là chi tiết của bộ chuyển động, anh vị thấy tay nắp phía bên phải. Vâng, còn rất mới quý vị nhá. Đó, có thể nói một cái những cái từ ngữ là đẹp leng keng đấy ạ. Vâng, rất đẹp quý vị thấy ạ. Tay nắp phía bên trái. Đó quý vị thấy, độ mới rất cao đúng không ạ? Vâng, quý vị có thể để ý cả từ những cái giấy quấn. Đó, gần như không có sờn rách gì quý vị nhá, rất đẹp. Tất cả đều là nguyên zin khi ban đầu người chủ ban đầu người ta mua xe, người ta set up từ đầu. Ngàm phanh trước Shimano Ultera, chạy phanh đĩa dầu quý nhá. Vâng, cái đĩa cũng là made in Japan. Đó, vì đấy. Đấy, made in Japan đấy ạ. Đó. À, cái những cái vết này là cái đây là cái vết hơi bẩn một xíu,
và chịu khóa kỳ cọ là nó sẽ rất sạch, nó sẽ sáng ra. Đó. Thì vết bẩn này là có thể là do lâu ngày hoặc để lâu ngày nó bám bẩn. Ngàm phanh sau, cụm phanh sau cũng là Ultera. Đó, phanh đĩa dầu, đó vị đấy. Đĩa made in Japan quý nhá. Vâng, cặp đĩa tản nhiệt này cũng trị giá khoảng 2 triệu hơn rồi đấy ạ. À, mua mới ạ, xin lỗi không phải 2 triệu, Nguyên Đông nhầm, hơn 3 triệu quý nhá. Nguyên Đông nhầm với một cặp đĩa khác. Đó. Cùi níp Ultera 8070. Đó, vị thấy ạ, đẹp leng keng quý nhá, gần như không có vết xước nào. Rất mới đúng không ạ? Vâng, một chiếc níp R8000 sở hữu cấu hình thông số là 1130 nhá. Vâng, một thông số rất tuyệt vời. Cái níp này thì chúng ta có thể sử dụng được các rất nhiều kết hợp được rất nhiều các quãng đường, cung đường. Ví dụ có thể chúng ta vừa chạy đường trường mà cũng vừa có thể kết hợp được neo đồi quý vị nhá. Vâng, bởi vì níp 30 tầng 30 níp 30 răng chúng ta có thể chạy neo đồi thì khá là tốt rồi. Vâng, 1130 sẽ nhẹ hơn là 1128 rất là nhiều. Đó, và quý vị có thể nhìn thấy cái phần răng đĩa đấy ạ, răng níp. Vâng. Rất vuông bắn đúng không ạ? Nó rất là đẹp quý vị nhá. Tuổi thọ sử dụng chắc chắn là còn rất là lâu dài rồi. Một chiếc sên cũng là Shimano made in Japan. Đồng bộ theo group quý vị nhá. Đây, kế tiếp đến, đây là một cái chi tiết rất là đặc biệt, đó là một bộ giò dĩa Canon đeo chính hãng. Và điều đặc biệt nữa là cái phần có một cái phần power, tức là giò đo lực đấy ạ. Kết nối với đồng hồ của hãng. Đó, và quý vị có thể nhìn thấy power mắc. Đó. Và đặc biệt nữa nó là made in Germany. Đó, quý vị thấy ạ. Vâng, rất giá trị quý vị nhá. Người đồng đã tìm hiểu và người chủ người ta cũng có bật mí là người ta khi người ta đăng đấu giá là người ta có báo rõ là người ta nguyên khi người ta lắp cái bộ này là đâu đó là tính ra tiền Việt nó khoảng 12 triệu quý vị nhá. Vâng, rất đắt tiền. Đó, cho nên là khi chúng ta mua xe mà sở hữu được có sẵn là những cái bộ này là rất chính là tuyệt vời đúng không ạ? Rất là dành cho những quý vị mà yêu thích công nghệ. Vâng. Thích công nghệ và kết hợp được với đồng hồ để chúng ta tính toán đo được những cái rất nhiều những cái thứ mà lực tính toán đấu lực chân lực tiếc rất là nhiều thứ quý vị nhá. Cùi đĩa Ultera đó vị đấy, mọi thứ rất đẹp đúng không ạ, rất mới quý vị nhá. Vâng, đây là độ do giãn của chiếc sên đó vị thấy ạ, rất là ôm và khít và gần như là không có sự co giãn gì nhiều cả. Quý vị hoàn toàn yên tâm về tuổi thọ sử dụng quý vị nhá. Vâng, chiếc xe thì gần như là chưa có sự tuột xích rồi. Đây, quý vị có thể nhìn thấy. Đó. Vâng, mà chạy bằng group điện thì rất xin là khó để có thể tuột xích ạ. Đây ạ, quý vị nhìn thấy rất mới đúng không ạ? Nguyên Đông đã quay phần gầm xe cho quý vị xem rồi. Đó. Vâng, một bộ giò dĩa rất giá trị. Đây, phần đầu giò dĩa. Nó rất là mới quý vị nhá. Vâng, kế đến bên là một cặp bê đan. Thì chiếc xe cũng đang sở hữu một cặp bê đan carbon. Vâng, bằng carbon quý vị nhá. Thương hiệu của Tham. Vâng. Thương hiệu Mavic đấy ạ. Vâng. Và nó sản xuất là made in France. Made in Pháp. Đó, quý vị thấy sản xuất tại Pháp. Đấy, made in France này ạ. Vâng. Rất là nhẹ. Một cặp pedal rất nhẹ quý vị nhá. Và mua mới nó khoảng gần 4 triệu. Nó đắt ngang với một cặp pedal Shimano Dudac đấy ạ. Vâng. Hoạt động rất chỉ là chắc chắn và bền bỉ quý vị nhá. Và đặc biệt nó rất nhẹ. Nó bằng carbon nên rất nhẹ. Đây là phần giò dĩa phía bên trái. Đó, quý vị thấy. Rất mới đúng không ạ? Vâng, cặp bê đan cá Mavic. Đó, quý vị thấy. Rất là nhẹ quý vị nhá. Đó, quý vị thấy không ạ? Rất trớn. Và bằng carbon. Chiếc xe sở hữu toàn những phụ kiện đắt tiền đúng không ạ? Quý vị thấy. Vâng, kế tiếp đến là một cặp bánh. Cặp bánh thì ngay từ đầu quý Long quý vị cũng đã được xem qua cái độ trớn của nó, Nguyễn Long đã test thử một chút đúng không ạ? Đây là một cặp bánh mang thương hiệu là tiếng Anh đấy ạ, Honogram. Và sản xuất tại Đài Loan quý vị nhá. Vâng, made in Taiwan. Đó vị thấy. 622 x 21C. Đó vị thấy nhá, made in Taiwan. Nó là một cái cặp bánh rất là chất lượng cao quý vị nhá. Đó. Cặp bánh này thì là full carbon quý vị nhá, full carbon và chạy vỏ ruột rồi. Đó. Các căm là bằng căm dẹt hết quý vị nhá. Đấy, đủ sau đấy ạ. Đấy, quý vị thấy. Vâng, có logo chữ HG. Là HG đấy ạ. Đó. Đây là đủ bánh trước. Vì thấy cũng là HG đúng không ạ? Đó, HG mặt ở phía bên kia. Cả nút bản 64. Đây, vì thấy ạ. In hai mặt đối lập. Nó không biết in Taiwan. Đó, vì thấy đúng không ạ? Cặp bánh còn rất là đẹp quý nhá. Và gần như là không có vết chảy xước nào đáng chú ý cả. Không có hiện tượng bị vấp vào me vành bị vấp vào đá quý nhá.
rất còn bánh nó rất là đẹp, rất là mới. Đó. Tất cả các cằm vẫn đang nguyên zin và rất đẹp, không có bị dỉ sơn dỉ xét thì nhá quý vị nhá. Và cặp nốt trước sau cũng đều đồng bộ của Continental Grand Fit 5000 và một cặp nốt rất đắt tiền. Đó vì đấy, một cặp nốt rất là ngon. Made in Germany, đúng không ạ? Quý vị nhìn thấy ạ. Và cặp nốt chạy rất là nhanh và nhẹ. Chớn quý vị nhá. Đây đằng sau ạ, Grand Fit 5000. Đó. Continental. Đây như thấy, Made in Germany. Sản xuất tại Đức quý vị nhá. Cặp nốt mới trị giá 2 triệu rưỡi quý vị nhá. Và quý vị thấy phần ta lông này còn rất là mới đúng không ạ? Vâng. Rất là đẹp quý vị nhá. Phần đây là phần dấu đánh dấu độ mòn của lốp đấy ạ. Đó. Còn rất là dày. Và không hề có vết dạn chân chim quý vị nhá. Đó cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm về tuổi thọ sử dụng ạ. Chúng ta còn dùng rất tốt. Đó quý vị thấy. Không hề có xuất hiện dạn chân chim quý vị nhá. Cả trước cả sau, rất là đẹp. Đúng không ạ? Đó quý vị thấy, chúng ta còn sử dụng rất tốt ạ, hoàn toàn yên tâm ạ. Và cặp trên những rất nhiều cặp vành là có những quý vị hỏi Nguyễn Long là có những cái lỗ này để làm gì. Vâng, cái lỗ này là để thoát nước quý vị nhé. Bởi vì khi chúng ta chạy trời mưa hoặc là nếu chúng ta có rửa xe thì là nước nó sẽ theo những cái chân lỗ chân đan hoa này sẽ chui vào trong bánh, thì là trong vành ạ. Thì là khi đấy thì là những cái lỗ này nó có tác dụng để thoát nước ra ngoài quý vị nhé. Đó, chứ không có phải là cái gì đó nạ lẫm cả. Đấy, có hai lỗ đối diện nhau, lỗ đây và lỗ đây. Đấy, cả bánh trước bánh sau, rất nhiều các cặp bánh carbon đều nó có như vậy, kể cả bánh nhôm quý vị nhé. À, cho nên là quý vị những quý vị nào mà chưa hiểu thì là có thắc mắc thì mình đang giải thích luôn rồi. À. Đây, sau đây mình đang sẽ tiếp lại cái tiếng cối nổ và độ chớn ở gần cho quý vị nghe lại qua một chút ạ. Đó. Đó thì đấy, rất chớn quý vị nhá. Tí bật bánh sau. Đấy, quý vị thấy. Đây, phần tí bật bánh trước. Đó, nguyên zin hết quý vị nhé. Đồng bộ. Vâng, kế tiếp đến là cái phần phụ kiện theo xe. Thì người chủ cũng có để lại một vài món phụ kiện rất là giá trị. Đó, đầu tiên là phải kể đến một cái đèn gắn sẵn ở trên cái phần bát cài đây. Đó, một chiếc đèn rất là đắt tiền đấy ạ. Và đang hoạt động bình thường quý vị nhé. Và chúng ta đã đỡ được kiếm tiền triệu rồi một chiếc đèn như thế này. Một chiếc gọng bình nước hiệu Deda CI, vâng, made in Italia quý vị nhá. Đó, made in Italia đấy ạ. Vâng, một chiếc gọng bình nước cũng rất đắt tiền bằng composite. Đã mua mới người nông check thấy khoảng đâu phải 700-800 nghìn gọng bình nước đấy ạ. Vâng. Và cũng là tông màu giống tông màu của xe, đều nó cũng có sọc vàng, đen sáng quý vị nhá. Vâng, họ người chủ người ta cũng rất chi là chăm chút trong cấu hình là hình thức người ta chơi xe. Đó quý vị thấy. Deda made in Italia. Vâng, một cái gọng nước cũng là rất thương hiệu đúng không ạ? Của Ý, mọi người của Ý. Còn đây là cái túi treo cọc yên phía sau, thì cái này là người nông có tặng kèm thêm cho quý vị khi quý vị mua xe rồi. Vâng, để chúng ta đặt visa được những cái vật dụng nhỏ là rất là thiết thực ạ. Vâng, đây là vậy là vừa rồi thì người nông đã giới thiệu đến toàn thể quý vị và mọi người rất đầy đủ chi tiết về cái chiếc Canon Đeo full carbon mang model là System 6 SI quý vị nhá, bằng Canon Đeo. Một cái chiếc xe thực sự là rất là chiến, rất là ngầu đúng không ạ? Vâng, sở hữu cấu hình là full carbon, vâng, khung sườn carbon, dàn đầu ghi bông carbon liền, cọc yên carbon cùng với lại bộ chuyển động rất là cao cấp, nó là Shimano Ultera R8070D2, tức là chạy điện, phanh đĩa dầu và một cặp bánh rất là nổi tiếng của Horigan, đó là cặp bánh full carbon chạy vỏ ruột rời quý vị nhá, made in Taiwan. Và đặc biệt là độ mới chiếc xe thì quý vị cũng xem rồi, rất là đẹp đúng không ạ, rất mới, phải xem 90% trở lên. Đấy thì cái mức giá thành của nó thì đương nhiên là cũng không hề rẻ quý vị nhá. Thế nhưng nếu mà để nói mổ xẻ ra cái các cái cấu hình và cộng lại giá tiền thì là nó lại ở cái mức rất là hợp lý khi chúng ta mua được những chiếc xe chạy nước mà cái giá thành gần như rẻ đi được một nửa tiền quý vị nhá. Vâng, thì cái chiếc giá thành của chiếc xe Canon Đeo này nó năm đang chào bán ở mức giá là CMC 100 triệu quý vị nhá. Vâng, CMC 100 triệu ạ. Vâng, quý vị khách hàng nào có nhu cầu mua xe đó, và cũng chơi xe thì cũng đã hiểu rồi, thì quý vị thấy toàn những cái đồ là thương hiệu thôi. Đấy, ví dụ như cặp giò dĩa đã trị giá mười mấy triệu rồi đúng không ạ? Một cái cặp giò dĩa bao hòa kia là rất trị giá mười mấy triệu rồi, rất là đắt tiền. Bộ dàn đầu ghi đông cũng là trị giá hàng chục triệu rồi đó, thì chưa kể đến bộ gò đúp rồi thì khung sườn và cặp bánh và cộng lại nó ra rất là nhiều tiền. Và khi người chủ này người ta mua mới là tính là tiền Việt là đâu đó là ngoài 200 triệu đấy ạ.
bây giờ người ta bán, người ta đi lỗ được một nửa tiền. Vâng, chúng ta thật sự là rất chi là hời khi mà mua những chiếc xe chạy nước chỉ có hơn một năm mà rẻ được một nửa tiền như này quý vị nhá, mà đặc biệt là độ mới nó còn rất cao. Đó. Thì quý vị khách hàng nào có nhu cầu mua xe thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Nguyễn Long qua số điện thoại 0973 126 389 ạ. Vâng, số điện thoại của Nguyễn Long có kết nối cả với Zalo, và Nguyễn Long để số điện thoại ở tiêu đề phía bên dưới video. Địa chỉ cửa hàng của Nguyễn Long là ở Phú Dư, Quỳnh Phú, Gia Bình, Bắc Linh. Quý vị khách hàng nào ở gần thì đến xem xe trực tiếp và trải nghiệm thực tế tại cửa hàng. Còn đối với những quý khách hàng ở xa thì Nguyễn Long có hỗ trợ ship code trên toàn quốc. Quý khách hàng cọc một số tiền tương ứng, sau đó Nguyễn Long sẽ đóng gói và gửi xe. Khi nhân viên bên bưu điện tới giao hàng thì là quý khách hàng được đồng kiểm của nhân viên giao hàng bên bưu điện. Và nếu như không có vấn đề sự cố nào xảy ra trong quá trình vận chuyển từ nhà của Nguyễn Long vào nhà của quý vị thì là quý vị thanh toán nốt cái phần tiền còn lại cho nhân viên giao hàng bên bưu điện. Và Nguyễn Long xin cam kết trên toàn thể quý khách hàng trên toàn quốc, đó là chiếc xe Calondel Swift Six các full carbon này là chiếc xe hoàn toàn chính hãng quý vị nhá. Vâng, xin cam kết nếu như quý vị khách hàng phát hiện ra đó là chiếc xe hàng fake, hàng nhái, hàng copy, quý vị cứ liên lạc lại với Nguyễn Long, đóng gói gửi trả về cho Nguyễn Long. Nguyễn Long xin cam kết hoàn trả cho quý vị 100% số tiền quý vị đã mua chiếc xe đạp này. Vâng, đó là lời cam kết của chính Nguyễn Long, của chính chủ cửa hàng ạ. Cho nên là quý khách hàng ở xa khi mua xe đạp online bên cửa hàng của Nguyễn Long hoàn toàn yên tâm và tin tưởng ạ. Vâng, kia là cái phần giấy tờ đấu giá của chiếc xe thì Nguyễn Long cũng sẽ gửi kèm cho quý vị khi quý vị mua xe đạp này. Vâng, mọi xe đạp đấu giá từ Nhật Bản về thì đều có kèm theo giấy tờ đấu giá đầy đủ quý vị nha. Và đến đây thì Nguyễn Long cũng xin kết thúc cái video giới thiệu chiếc Calondel full carbon này. Xin chào tạm biệt tất cả quý vị và mọi người. Hẹn gặp lại quý vị ở những cái video tiếp theo ạ. Vâng, xin chào tạm biệt.